Những hạt này nó có cánh nè. Đó là đôi cánh thiên thần. Nó vừa sinh ra đã có thể dương rộng đôi cánh, dũng cảm bay về phía trước. Dù trên đường gặp phải mưa to gió lớn, đôi cánh đứt lìa, nó vẫn cứ bay mà không bao giờ bỏ cuộc. Đôi cánh thiên thần. Tại sao? Tại sao nó lại chia cắt con và ba vậy chứ? Con ghét nội. Con không muốn rời xa ba đâu. Tôi mặn không? Hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em suốt đời. Giám đốc sản xuất Kim Yến Linh, biên kịch Trương Phương Anh, Mạc Bội Nho, Khâu Chiêu Du, Trương Vũ Trung, đạo diễn Phùng Hương Hoa, với các diễn viên Đậu Trí Khổng vai Lâm Hạo Dương, Hạ Như Chi vai Tô Mạn Âm, Hồng Tiểu Linh vai Hồ Thái Ni, Dương Nhất Triển vai Triệu Văn Tường, Trần Sa Lợi vai Tô Nghiêm Quân Linh, Trần Tú Trân vai Trần Ngọc Phụng, Trần Tâm Huệ, Lâm Tại Bồi vai Hồ Đức Sương, Phương Sầm vai Tô Lệ Trinh, Huỳnh Kiến Quần vai Cam Bảo Sinh, ông Gia Minh vai Tô Chí Diễn cùng một số diễn viên khác. Đôi cánh thiên thần. Tập 19. Dì Phụng, sao dì lại đến đây? Vết thương của dì đã đỡ chút nào chưa? Chút xíu thương tích này có là gì? Là nội nói cho dì biết con ở đây, cho nên dì có hầm cho con chút cháo cá nè, còn có thêm chút rau nữa. Sao dì biết con thích ăn cháo cá vậy? Nội con nói lúc nhỏ con bị bệnh, cái gì con cũng không chịu ăn, chỉ có cháo cá mới ăn được thôi. Ăn xong rồi một ngày sau con lại nhảy nhót lung tung. Nóng đó, con lớn như vậy mà. Ngon lắm, ngon lắm. Con người lúc bệnh thì yếu ớt, cần nhất là phải ăn nhiều đồ nóng một chút. Chỉ cần ăn cho ấm bụng rồi thì bệnh tình sẽ khỏe lại. Dì Phụng à, dì lo lắng cho con cho nên mới đến thăm con sao? Con không sao đâu, dì yên tâm. Con hứa với dì, con nhất định sẽ kiên cường để sống tiếp. Bởi vì con đã tìm được mục tiêu sống của đời con rồi, con nhất định phải sống. Nếu vậy thì tốt. Xem con kìa, tóc của con bị gió thổi bay rối tung lên hết rồi. Lại đây đi, dì giúp con chải lại nha. Ăn nhanh đi con. Tuy nhiên dì cũng không biết bản thân con đã xảy ra chuyện gì mà khiến con phải chịu đau khổ và kích động lớn đến vậy. Trước đây dì cũng đã từng trải qua nỗi buồn và đả kích lớn như vậy. Đã có nhiều lần
Dì gần như không sống nổi nữa. Lúc đó dì cũng tìm được một mục tiêu để dì có thể tiếp tục sống. Cũng đã xảy ra vài điều không tốt, tuy nhiên dì vẫn phải chống đỡ lại. Cho dù là xấu hay tốt cũng chỉ để có thể chèo chống được mục tiêu của mình. Dì chỉ muốn nói với con, để có thể tiếp tục sống được chính là một việc tốt đẹp nhất. Sống thì sẽ có hy vọng, không có khó khăn nào mà không giải quyết được. Tại sao một người mẹ tốt đến như vậy lại có người con như Lâm Hạo Dương được chứ? Con đang nghĩ gì vậy? Dạ không có. Có điều có lúc con cảm thấy dì giống mẹ của con. Nội, nội giúp con một việc có được không? Hôm nay cho triệu tập cuộc họp cổ đông tạm thời là có hai việc thay đổi nhân sự cần tuyên bố. Việc thứ nhất là nguyên phó tổng Hồ Đức Sương sẽ điều động qua chủ nhiệm trung tâm vui chơi giải trí. Giám đốc phó tổng mới sẽ do cô Tô Mạn Âm phụ trách. Vị ngồi ở đây có lẽ đã không ít người biết tôi, nhưng mà tôi vẫn phải tự giới thiệu mình một lần nữa. Tôi tên Tô Mạn Âm, tôi là phó tổng mới của các bạn. Những lời khách sáo này không cần nói nhiều. Cuốn tài liệu trên bàn các vị hiện giờ, tôi nghĩ tôi phải nghe ý kiến của các vị đây, nếu các vị thấy có chỗ nào cần sửa đổi cải tiến. Chờ một chút, cô rõ ràng là không hiểu các mối quan hệ giao dịch trên thương trường. Xem văn bản cô đưa ra thì đã thấy, tự ý cắt bỏ quan hệ với cơ quan chức trách, giảm 20% chi phí xã giao. Không biết phó tổng người đã từng có giao dịch làm ăn chưa, hay là cho rằng chúng tôi chỉ cần mời khách ăn uống bên vệ đường là có thể ký được hợp đồng. Các vị, ý của chủ tịch là phương án cải tiến mà phó tổng giám đốc vừa đưa ra, hội đồng quản trị sẽ từng bước thương thảo lại. Xin quý phòng ban phối hợp tăng cường cải tiến. Về năng lực làm việc của phó tổng, các vị sau này có thể từ từ thử thách. Các vị, nếu như không còn ý kiến gì khác, hôm nay chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Mạn Âm, có chuyện gì không? À, không có gì. À, có điều chỉ là muốn chào hỏi giám đốc phó tổng mới mà thôi. Không ngờ cô lại là con người như vậy, nói một đường làm một nẻo. Có chuyện gì về văn phòng nói chuyện đi. Đi nhanh, đi thôi, đi, đi. Thật không hiểu,
Đứa con trai của tôi sao lại thích loại người như cô? Khẩu Phật tâm xà, trở mặt như trở bàn tay ha. Tôi không để ý. Tôi không để ý. Chỉ cần tôi có thể đạt được mục đích của mình, tôi không cần để ý gì hết. Gặp ma rồi, làm cái gì vậy chứ? Để cho một đứa nha đầu ở quầy phục vụ lên thay vị trí của anh. Anh là phó tổng, đi làm chủ nhiệm trung tâm giải trí cái gì? Anh đến trung tâm giải trí hả? Chẳng khác gì chưa ai vào viện dưỡng lão. Anh chỗ nào sai đâu, tại sao lại cắt anh? Được rồi, nhỏ tí một chút đi được không vậy? Mẹ, thật ra ba nói như vậy cũng đâu có sai. Bà ngoại đột nhiên ra quyết định như vậy, cũng không thông báo trước cho chúng ta một tiếng, hại ba phải bị mất mặt. Con thật không hiểu, trong công ty có đông người đến như vậy, tại sao lại nhất định cắt ba chứ? Mẹ cũng không hiểu trong lòng bà ngoại nghĩ cái gì nữa. Mọi người đều sống chung dưới một mái nhà, việc lớn như vậy cũng không chịu ở nhà bàn bạc kỹ, hại cả nhà mình không chuẩn bị được gì hết. Anh thay dòng họ tôi em làm trâu làm ngựa hơn 20 mấy năm rồi. Anh không có công lao cũng có công sức chứ. Anh cũng có lao lực mà. Anh cực khổ lấy chứ bộ. Đá dằn anh ra như là đá rác đến vậy. Sau này mọi người trong nhà có cần gặp mặt nhau nữa hay không? Ha. Anh nói biết nè, cái cục tức này nuốt không trôi đâu. Anh quải quá rồi, anh phải gặp bà nói chuyện. Đức Sương. Hả? Mẹ. Ngoài. Mệnh lệnh thông báo mới của nhân sự như vậy, có ý kiến gì à? Nếu không vui thì trực tiếp nói với tôi, đừng nói sau lưng. Còn phàn nàn nữa không? Nếu như không còn thì ai đi làm việc nấy đi. Lê Trinh, qua phòng gặp mẹ. Dạ. Bà sai chỗ nào chứ? Trời ơi, bà xui quá. Lê Trinh, tuổi của Mạn Âm còn nhỏ, khó tránh việc nhân viên cấp dưới sẽ không phục. Con thay nó gánh vác nhiều một chút nha. Mẹ, Mạn Âm muốn làm phó tổng, con không có ý kiến. Nhưng mà hôm nay nó lại làm ra nhiều việc như vậy, cắt bỏ nhân sự hành chính. Con tin là tất cả chủ quản cao cấp của công ty nhất định sẽ phản đối đó. Vậy cho nên mới nói con chống đỡ thay nó. Con có thể đỡ được bao nhiêu chứ? Hôm nay nó quyết định bao nhiêu đó việc, có bàn bạc qua với con chút nào đâu. Tốt xấu gì con cũng là tổng giám đốc, trong công ty là cấp trên của nó. Nó cố ý làm một mình như vậy, trong mắt của nó còn có con không? Được rồi. Đối với Mạn Âm, mẹ sẽ nói chuyện thêm cho nó hiểu. Việc hôm nay nó quyết định như vậy, con cũng nên thay nó thực hiện đến cùng đi. Mới ban đầu mà phản đối nó, sau này nó càng khó làm việc hơn. Mẹ. Được rồi, như vậy đi ha. Con cứ đi làm việc. Dạ. Mạn Âm tại sao đột nhiên lại có những thay đổi lớn như vậy? Đều sống chung một mái nhà, ngày ngày đều phải thấy mặt nhau,
Sao đột nhiên thay đổi đến lạnh lùng cứng rắn như vậy? Không biết bước tiếp theo nó còn làm cái gì nữa đây. Em hỡi anh là kẻ đi tìm. Dưỡng à, tối như vậy mới về đến nhà sao? Anh là phó tổng mới đó hả? Sao, giúp tôi đẩy cửa sao? Thật không thể chịu đựng được rồi. Có một số đồ con nghĩ trước khi mà cô phát hiện ra, hay là để cho Dượng xem qua trước. Suy cho cùng chúng ta cũng là người một nhà, con cũng không muốn thấy mọi người trong nhà không được vui. Ý cô muốn gì đây? Cái này chỉ là một phần thôi, con còn có đĩa hình nữa nè. Mày muốn làm gì vậy? Thật ra Dượng với Triệu Kiến Hành bí mật cấu kết với nhau con đã biết hết rồi. Có điều con không phải đối đầu Dượng. Con muốn Triệu Kiến Hành cho con bằng chứng về việc nhận tiền hoa hồng. Không biết với những tấm hình này có đổi được những thứ con muốn hay không gì Dượng. Con muốn đe dọa. Không thể nói là đe dọa được đâu. Nhưng nếu như Dượng nghĩ là giữa Dượng và Triệu Kiến Hành có nhiều tình cảm không thể nói ra với con cũng không sao. Chỉ có điều con nghĩ có lẽ cô sẽ không thích lắm khi xem nội dung của cái đĩa này đâu. Cô dám? Cô dường như đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya rồi, mình vô ăn đi. Mang âm à? Mang âm. Tao quá xem thường mày. Như nhau thôi. Vậy là giao dịch xong rồi ha. Chào tư tịch. Xin chào, mời ngồi. Anh Triệu à, người không vì mình trời tru đất diệt, xin anh đừng có trách tôi bán đứng anh nha. Tập chứng từ có trong tay các vị bây giờ là báo cáo phần hoa hồng của đại lý của công ty chúng ta. 10 năm lại đây đều là do ông Triệu Kiến Hành phụ trách. Tôi nghĩ trên chứng từ đó cũng viết rất rõ ràng, ông Triệu, ông đã không còn tư cách là đại diện. Một lát nữa đây, luật sư của chúng ta sẽ tiến hành thủ tục tố cáo tội danh tham ô của ông trong 10 năm lại đây. Làm sao cô lại có những tài liệu này? Ai đưa cho cô? Thật xin lỗi ông, từ giây phút này trở đi, hợp đồng giữa ông và công ty đã chấm dứt rồi, cho nên ông không có quyền hỏi nữa. Hơn nữa, đây là tài liệu cơ mật của chúng tôi. Tôi mặn anh, tao có chỗ nào đắc tội với mày chứ? Tại sao mày lại dùng thủ đoạn này chuyển đường sinh sống của tao? Bảo vệ, mời ông ấy ra ngoài đi. Tôi mặn anh, bỏ tao ra. Bỏ ra đi. Bỏ ra, đừng có đụng. Chủ tịch, chủ tịch à, Triệu Kiến Hành này đã thay mặt tập đoàn Tô Thị các người bán mạng hơn mười mấy năm nay rồi, coi như lấy một ít tiền lẻ này. Thay con trai tôi lập công ty cũng đâu có gì quá đáng. Để ông ta ra ngoài đi. Nếu không có gì để tao tự đi. Tù mạng âm, xem ra mày quá độc ác, bọn tao có thương mày. Bộ phận quản lý,
Danh sách các giảm nhân viên đã giao đến tay ông rồi. Tôi cho ông một tuần làm việc. Bộ phận đối ngoại, chi phí xã giao khống vượt qua. Tôi hy vọng đến cuộc họp lần sau có thể tự động đề xuất. Tôi không muốn gặp lại một triệu kiến hành thứ hai. Bộ phận kế hoạch, sao đây? Có vấn đề gì à? Nếu như giấy tài liệu kế hoạch này nằm trong một công ty khác, tôi nghĩ chỉ có một kết cục. Sáng ngày mai, tôi hy vọng sẽ thấy một bộ kế hoạch mới. Nếu như năng lực của cô chỉ có tới đây thôi, tôi tin rằng có rất nhiều người giỏi hơn cô thay thế vị trí của cô. Nếu các vị không còn ý kiến gì, vậy thì ta nhất trí thông qua. Đại ca, anh lại nghĩ đến vị hôn thê của Triệu Vân Tường rồi. Ai là hôn thê của ai? Hai người đó đã quỷ hôn ước từ lâu rồi mà. Vậy thì quá tốt. Không sai, anh biết không, bây giờ Tô Mạn Ngâm đã không còn là hôn thê của Triệu Vân Tường nữa rồi. Vậy anh làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Nhất là bây giờ Tô Mạn Ngâm như một chú chó nhỏ cần được quan tâm, rất cần cánh tay rộng lớn của anh yêu thương che chở. Lúc này đây anh cần ôm cổ vào lòng. Đi đi đại ca, tôi ủng hộ anh đó. Cái kiểu thừa nước đục thả câu này anh không làm được. Hả? Em thật chịu thua anh rồi đó. Yêu là yêu, phải hiểu để nắm bắt cơ hội. Không lẽ anh phải đợi sau khi cổ kết hôn với một ai khác mới đau khổ hối hận sao? Alo, Mạn Ngâm. Sao chưa đến vậy? Lâm Hạo Dương, mày đâu có còn nhỏ nữa. Chỉ cùng ăn một bữa cơm với Mạn Ngâm thôi, sao lại căng thẳng tới như vậy chứ? Nếu để cô ấy thấy được, cô ấy nhất định sẽ cười mày thôi. Phó tổng, có ông Lâm Hạo Dương gọi đến nói là cô có hẹn ăn tối với ổng. Ông ta đã đợi ở nhà hàng rất lâu rồi. Tôi không nhớ có hẹn với anh ấy. Cô Quý, cô hẹn giùm tôi đi. Dạ. Mạn Ngâm. Thưa ông không hẹn trước, không được phép vào. Tôi có chuyện muốn tìm Mạn Ngâm. Mạn Ngâm. Thưa ông không được vào, nếu không tôi gọi về đó. Được rồi, tôi tiếp chuyện với anh. Lần đầu tiên lúc em đến rừng trúc này, em cảm thấy ở đây thật là đẹp, thật giống như cảnh tiên. Tuy nhiên càng đi vô sâu thì em phát hiện ở nơi đó thật sự đáng sợ. Nội của em có nói có rất nhiều việc không chỉ xem ở bên ngoài, bởi vì có rất nhiều việc sẽ không hoàn mỹ như mình tưởng. Con người phải sống thực tế, không nên có những ảo tưởng. Mạn Ngâm, anh đến không phải để nghe em nói đạo lý làm người. Anh chỉ muốn hỏi em, tình yêu của em dành cho anh không còn như xưa nữa. Anh hiểu ý em nói không?
Em không còn yêu anh nữa. Em không muốn gặp anh nữa. Đại ca, anh không cần phải đợi nữa. Tô Mạng Ngâm đang giở trò, đang đùa giỡn với anh đó. Em đang nói bậy gì vậy? Anh có biết tại sao cổ không đến không? Bởi vì bây giờ cổ đang hẹn hò với Triệu Văn Tường. Hai người bọn họ ôm nhau còn hôn nhau. Em thấy hết trơn á. Tô Mạng Ngâm, có chuyện gì sao? Anh muốn biết tại sao em lại không đến phó ứ. Tôi cần phải cho anh biết lý do hả? Vậy thì không cần. Là vì Triệu Văn Tường sao? Vậy thì sao? Tôi đã hào phóng đến như vậy rồi, cho anh một cơ hội để cạnh tranh công bằng. Mới để đợi có chút xíu, anh lại không kiên nhẫn. Hay là tình yêu của anh chịu không được lần trắc nghiệm này rồi? Tôi mà ngâm, thật ra em đang nghĩ gì vậy? Tôi nghe mọi người nói hạnh phúc cho người con gái được theo đuổi nhất là lòng si mê. Chính là cùng một nơi, cùng một địa điểm, có thể đợi được đến 5 ngày mới có thể nói là anh ta yêu cô gái. Anh không để ý tôi dùng cách này để thử anh sao? Anh nói thật, bất kể hôm nay em muốn anh đợi bao lâu, anh cũng sẽ đợi. Vậy thì anh cứ từ từ đợi. Đến lúc nào đó anh sẽ phát hiện ra cuộc thử nghiệm này sẽ biến thành địa ngục của anh. Chủ tịch, bà uống trà đi. À, cảm ơn. Chủ tịch à, có một số lời tôi không biết có nên nói hay không. Nói đi. Gần đây công ty có một số lời đàm tiếu. Chính là việc Mạng Âm mới lên nhậm chức thì cắt quá nhiều người. Còn có lời đồn không hay cho rằng lấy Thái Ni giết gà dọa khỉ. Để Mạng Âm làm phó tổng, không biết là tôi có làm sai hay không. Bà Ngâm, anh sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Sẽ không bao giờ. Giúp nó thì phải giúp cho trót. Mạng Âm tuổi còn nhỏ, trong các mối quan hệ với mọi người, chỗ nào không đúng chừng mực, sau này cô nên nhắc nhở nó nhiều một chút, được không? Dạ được. Văn Tường. Nội. Có chuyện gì sao? Ê, nè, con làm gì vậy? Đứng lên. Không. Nội à, ba của con đã làm việc có lỗi với công ty. Con xin thay mặt ba con tạ lỗi với nội. Xin lỗi nội. Ai, ngốc quá. Ba con làm sai, nội đã trừng phạt ông ta rồi. Con không có liên quan gì cả, mau đứng lên đi. Nội à, nếu đã không liên quan đến con, sao nội lại chia cắt tình cảm của con với bạn Âm? Sao không cho tụi con kết hôn vậy? Vì Mạng Âm, con sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì. Nội không có chia cắt tụi con,
Nếu như không phải nó muốn chia cách tụi con, tại sao cô ấy lại muốn hủy hôn? Tại sao thái độ của cô ấy đối với con quay mất 180 độ vậy? Chuyện này nội cũng không biết. Mạng âm không nói, nội cũng không thể ép nó. Hay là vậy nội vẫn tán thành hôn sự của con với bạn âm phải không? Nội à, con xin nội phải giúp con để bạn âm quay trở lại bên con được không nội? Nội mau đứng lên, ngồi cạnh nội nè. Con à, con muốn nội giúp con thế nào? Con Dân Tường, con là một đứa con trai thông minh, có lẽ con cũng biết con phải làm gì chứ. Tô Mạn Ân, lần này mày tuyệt đối không được dễ dàng dao động. Tuyệt đối không được. Phòng lộn xộn quá, em phải sắp xếp lại một chút. Ngọc Phụng à, em đừng có kiềm chế bản thân trước mặt anh như vậy. Em làm như vậy á, ngược lại anh rất là buồn. Ngọc Phụng à. Ngọc Phụng. Tại sao Trần Ngọc Phụng em không để quang minh chính đại dùng tên của chính mình? Tại sao khi gặp con gái mình thấy nó chịu dài dò đau khổ vậy? Em chỉ có thể dùng thân phận gì để quan tâm nó? Nếu như em có thể lấy thân phận là mẹ để che chở cho nó, thì vết thương trên tay của nó sẽ không bị thương nhiều đến như vậy đâu. Được rồi, em đừng quá kích động như vậy. Anh bảo em cần phải đưa Mạn Âm về. Em không muốn thấy nó phải chịu tổn thương nữa đâu. Mạn Âm nhất định sẽ quay về. Trước đây không phải đã từng quay về sao? Em nhất định sẽ bắt họ bồi thường. Loại mẹ con như vậy không thể tha thứ được. Ngọc Phụng mà anh hiểu. Anh cũng là người có con gái. Đau khổ của em anh cảm nhận rất sâu sắc. Chỉ cần một lời của Trần Ngọc Phụng thì xem như gan ốc anh bỏ đi. Có tán gia bại sản, anh cũng sẽ thay em xử lý việc này. Lợi, không phải hôm nay là ngày nó về sao? À, đúng rồi, Duy Hùng đã đi đón nó rồi. Anh đi gọi điện thoại để xem bọn nó đến đâu rồi. Ừ.
Mình phải làm sao để cho bạn ấp yêu mình đây? Tức là em vừa mới lấy bằng lái, hơn nữa đây là xe Jeep đó. Hay là để anh lái cho? Được rồi, anh là con gấu không đuôi, dám coi thường em hả? Nè, anh phải coi rõ, cái bằng của em là bằng quốc tế đó. Đừng nói là xe Jeep, xe tăng em còn lái được mà. Được, 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 em lái được xe Jeep được chưa? Ngay cả máy bay em cũng lái được nữa. Ê, mà bỏ tay ra đi đâu quá à, em lo lấy xe đi được không vậy? Muốn em bỏ tay ra hả? Được thôi. Nói, anh lấy cái gì ra để đền bù tổn thất tinh thần cho em đây? Tổn thất tinh thần hả? Ê, nguy hiểm! À! Thằng nhóc mày điên rồi hả mày? Biết lấy xe. Khiến đại ca bây giờ sống không bằng chết, sống thê thảm lắm á. Con nhỏ Tô Bằng Âm này bây giờ lại xuất hiện bên cạnh Hạo Dương sao? Đúng vậy, giờ còn qua lại thân mật với nhau nữa. Hôm qua anh thấy hai người còn hôn nhau đó. Nè, anh lái xe đụng chúng tôi là cố ý hả? À, tôi không biết cô đang nói cái gì. Anh đừng có giả mù sa mưa nha. Tôi nói cho anh biết, cam đức lệ này cái gì cũng không có, chỉ có thời gian và chính nghĩa là nhiều nhất. Nếu như anh cho rằng chúng tôi dễ bị anh ăn hiếp như vậy, vậy thì anh quá xem thường chúng tôi rồi. Biên Lai trực tiếp gửi đến đây. Nếu cô muốn tìm kiếm con đường kiện tụng pháp luật thì luật sư của tôi rất vui vẻ gặp cô. Được, đụng xe người ta một tấm danh thiếp thì có thể giải quyết được sao? Cái chiêu này của anh đối với người khác thì rất hữu hiệu, nhưng mà đối với cam tuyết lợi này thì khó hù lắm đó. Danh thiếp lấy hay không tùy cô. Xin lỗi không tiếp cô. Nè, anh quay lại đây. Xem như anh gặp may đó. Tôi muốn lấy thì một cắt cũng không thiếu. Được rồi, đi thôi, trời sắp mưa rồi kìa. Nè, càng nghĩ càng tức. Hạo Dương sao lại xấu vậy? Sao có thể bị loại người như vậy dở trò? Tại đại ca tốt quá mới bị người ta chơi xấu như vậy đó. Em sẽ không để cho bất kỳ ai chơi xấu Hạo Dương của em đâu. Những người này tất cả em sẽ... À, đúng rồi, Hạo Dương đâu? Ừ. Đôi cánh thiên thần. Đúng rồi, ba em nói cái loài cây này mới sinh ra đã có một đôi cánh. Bất kể có gặp chuyện gì, nó cũng đều rất dũng cảm bay đến một nơi hạnh phúc thuộc về mình. Tô Mạnh Âm, em yên tâm, tình yêu của anh dành cho em, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tô Mạnh Âm. Không biết anh ta có đợi mình ngoài kia không? Thôi bỏ đi. Đối với con người anh ta, mình vốn không cần phải vì anh ta mà lo lắng.
Mặn, anh biết, anh biết là em sẽ đến mà. Em coi, anh đã làm cho em đó. Tất cả đều là đôi cánh thiên thần. Cô ấy là bạn gái của tôi. Ai là bạn gái của anh? Lúc cuộc trai đánh nhau, con gái không nên xem, phải nhắm mắt lại. Đôi cánh thiên thần.发现幸福的